thực hiện cuộc vận động xây dựng mái ấm tình thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang thường xuyên xây dựng kế hoạch rà soát những hộ phụ nữ nghèo, khó khăn, qua đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp hỗ trợ xây nhà ở cho chị em, đồng thời đặt ra mục tiêu giúp những chị em phụ nữ nghèo có nhà ở kiên cố, góp phần ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Được biết, gia đình bà Trần Thị Luân thuộc diện hộ nghèo của thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Chồng mất sớm, một mình bà phải làm thuê nhiều việc để nuôi các con khôn lớn, rồi dựng vợ, gả chồng. Nhiều năm nay, gia đình bà Luân phải sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Chia sẻ với hoàn cảnh của bà, các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang đã hỗ trợ gia đình hơn 20 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà. Cùng với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, họ hàng, làng xóm, ngôi nhà mới khang trang của bà Trần Thị Luân nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với diện tích hơn 50 m². Rất là cảm ơn đoàn thể, ban ngành thì cho mẹ con được cái ngôi nhà cho nắng như mưa. Trước khi là cái nhà sửa chữa là từ nó là đẹp hơn, hỗ trợ cho mấy mẹ con của cho nắng như mưa. Không chỉ mình gia đình bà Luân mà còn nhiều phụ nữ nghèo đơn thân có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn thành phố rất cần sự quan tâm, chia sẻ của Hội Phụ nữ các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn. Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn Hòa Vang luôn nỗ lực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân hỗ trợ xây nhà cho phụ nữ nghèo. Mái ấm tình thương cũng là một trong những công trình rất có ý nghĩa và giàu tính nhân văn chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua khảo sát của Hội Phụ nữ, thấy cái ngôi nhà của cô trong thời gian qua cũng đã dột nát và xuống cấp. Hội Phụ nữ cũng thường xuyên đề xuất phối hợp để chọn cái hộ để mình giúp sửa chữa nhà. Và tiếp tục trong thời gian đấy thì hội sẽ cũng tiếp tục trên những cái nguồn vận động được thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ với cái tinh thần là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Những mái ấm tình thương đã tạo thêm nguồn động lực tinh thần cho những phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên chị em vươn lên trong cuộc sống. Và từ niềm vui an cư ấy, họ không ngừng cùng nhau nỗ lực phấn đấu, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.